Và để liên tục chương trình, xin mời quý vị sẽ cùng gặp gỡ với một vị khách mời đặc biệt trong chương trình ngày hôm nay. Anh là một doanh nhân thành đạt và có giọng hát rất tuyệt vời của dòng nhạc quê hương trữ tình. Kính thưa quý vị, tiếng hát của nam doanh nhân Duy Phường trong một sáng tác của nhạc sĩ Giao Tiên có mang tựa đề Lại Nhớ Người Yêu. Trân trọng kính mời quý vị cùng thưởng thức. Vì sao anh nhớ em thế này, thương nhớ đong đầy trong lòng mắt. Buổi chiều vừa gặp nhau đây mà đêm đã nhớ như vậy, em hỡi em có hiểu có hay. Tình anh như núi cao biến dầu, gom bốn phương trời xây thành lũy. Biển trời nào mà không xanh, thì xin em nhớ cho rằng em nghiễm nhiên chiếm ngự hồn anh. Tớ tưởng riêng mình với niềm mơ ước vây quay. Em ơi, ước gì mình là đôi chim, ước gì mình là sao đêm, hay là trăng rọi sáng đường hoa. Để anh đưa đón em sớm trên lối đi về không còn thiêng. Trọn đời mình gần bên nhau, tình yêu thêm sắc thêm màu, không còn lo thương nhớ người trời xây thành lũy. Biển trời nào mà không xanh, thì xin em nhớ cho rằng em nghiễm nhiên chiếm ngự hồn anh. Em ơi, ngồi đây thương bóng thương hình, ngồi đây tớ tưởng riêng sao đêm, hay là trăng rọi sáng đường hoa. Để anh đưa đón em sớm chiều trên lối đi về không còn thiêng. Trọn đời mình gần bên nhau, tình yêu thêm sắc thêm màu, không còn lo thương nhớ người yêu. Trọn đời mình gần bên nhau, tình yêu thêm sắc thêm màu, không còn lo thương nhớ.
rất nhiều tới toàn thể quý vị yêu quý trong buổi tối hôm nay ạ. Vâng, xin cảm ơn. Vâng ạ, và một lần nữa xin được trân trọng cảm ơn những tràng pháo tay và những tình cảm rất tuyệt vời của tất cả quý vị đã dành cho tiếng hát của nam doanh nhân Duy Phường. Và quý vị ơi,